Hello, xin chào các bạn. Thì cách đây vài ngày á, mình có đưa lên trên Facebook của mình một vài cái sample mà mình kiếm được, và mình hỏi bạn bè trong Facebook rằng là theo các bạn thì Richard nên review cái chai nào. Thì số đông họ bình chọn chai Side Effect của nhà Initial. Cho nên video này thì Richard sẽ review cái chai này. Thì Richard không có rành về nhà Initial, nhưng mà có hai chai theo như Richard thấy được nhiều người yêu thích, đó là Wood for Greatness và Musk Therapy. Vậy cái chai Side Effect này nó có phải là một chai nước hoa đáng tiền mua hay không á? Thì mình và các bạn hãy cùng nhau phân tích cái mùi hương này. Thì mở màn của chai này á, Richard ngửi được ngay đó là cái mùi rượu rum đi kèm với vị cay nhẹ của mùi quế. Thì sau đó khi mà hít một hơi thật sâu vào á, thì mình ngửi được thêm cái mùi thuốc lá nữa các bạn. Đó, thì tóm tắt cái chai nước hoa này nó ba chữ thôi, đó là BST, là Boozy, Spicy và Tobacco. Đó vậy thôi. Chấm điểm của chai này á, thì mức độ yêu và thích á, thì mình chấm 4/5 điểm. Thì cái mùi hương của nó dễ ngửi, nó nịnh mũi. Mình nghĩ ai ngửi qua chai này cũng đều đồng ý với mình là như vậy. Nhưng mà thật sự á, thì mình không có nghiện cái mùi hương này. Nó không có làm cho mình cảm giác mà hít hà hoài. Thì nó chỉ thơm vậy thôi. Giống như xịt mình chỉ thích thôi chứ mình không có mê. Cho nên mình chấm nó 4/5 điểm. Điểm đặc biệt của chai này á, thì mình chấm nó 3/5 điểm. Thì mùi hương này á, thì nó có nét rất là quen thuộc. Bảo đảm các bạn cũng nghĩ giống như mình á, là cái mùi hương này á, là các bạn đã ngửi ở đâu đó rồi. Cho nên lần đầu tiên khi mình ngửi chai này á, thì mình thấy nó không có gì để lại ấn tượng mạnh đối với mình. Cho nên mình chỉ chấm nó 3/5 điểm thôi. Giá tiền của chai này thì 90ml giá 360 đô. Nhưng mình kiếm thử vòng vòng trên mấy cái website á, thì mình thấy có chỗ nó bán chai này có khoảng 250. Thì nếu mà 250 thì mình thấy ok. Nhưng mà nếu mà 360 thì đối với mình là mắc. Cho nên mình chấm giá tiền của chai này là 3/5 điểm. Lưu hương và tỏa hương tốt thì mình chấm 5/5 điểm. Thì tổng số điểm của chai này, Side Effect này á, là mình chấm 4.0/5 điểm. Kết luận của Richard về chai Side Effect này á, thì cái mùi hương nó mang phong cách Trung Đông, kiểu gia vị cây nồng, mùi hương unisex, nam hay nữ đều xài được. Nhưng mà Richard thấy nó nghiêng về nữ nhiều hơn là nam, khoảng 60-65% là nữ vậy đó. Thì mùi hương của nó rất là mượt, dễ ngửi, ai ngửi cũng thích hết đó. Chỉ có điều là cái mùi hương của nó không có gì nổi bật hết á, nó không để lại ấn tượng sâu đậm, tại vì cái mùi hương của nó có nét giống nhiều chai ở ngoài thị trường. Thời tiết lúc mà mình xài chai này á, là khoảng từ 12-18 độ C. Lưu hương và tỏa hương tốt. Thì nói chung là mùi hương này á, nó thuộc dạng an toàn, rất là dễ sử dụng, nhưng mà nó không có thực sự xuất sắc để cho mình phải bổ sung vào cái bộ sưu tập của mình. Thì đó là những gì mình cảm nhận với chai Side Effect này của nhà Initial. Hy vọng video này có thể giúp ích cho các bạn thêm một phần nào đó dùng để tham khảo về cái chai này thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ channel của mình. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Chào tạm biệt.